không bán được. Rồi chờ một tí, chờ tí tới ra lên xem một kia con nào. Đây sừng về tới ra đến đây. Mai mai bắt tụi ta xem về có được quê được không? Mấy phút nữa về nữa. Cái này cái xem là cái gì với cái nhiều tiền xem là giúp được làm nhà thì ông phải nhà vườn tăm mình vui. Cây đấy đang đòi bao nhiêu anh? Đang đòi bao nhiêu? 80 nhưng mà 60 giá 560. Đúng rồi. Chắc chắn là bán thôi. Nam Điền, những cái Nam Điền. Con này là cốt kiếp Nam Điền là ok rồi. Nam Điền đây. Quạt 80 trả đến 60 rồi đó. Ngày đầu tiên. Tôi không thích cây này lắm. Cao lắm bác, giá cao lắm. Như cái Nam Điền kia tôi chỉ trên chục. Cái là bây giờ mình nói ở đây thì không kéo được đánh nhau to. Hoặc là có thể là mình đi chợ nhiều quá, nhiều khi giá chợ không phù hợp với các bác kinh doanh. Đấy. Lá này hay. Lộc Vương là Gia Lộc. Chơi mẹ chuẩn bị đẹp luôn. Cho mày vào mình ngó nào mà. Ờ, mình lấy thôi. Rồi sao mình chơi mẹ chuẩn bị đẹp luôn.
giấy. Tới khi cây hắn kia thích quá nhưng mà chưa chui vào được này, đường vào này. Nhiều cây mình thích thì họ lại để ở trong, cảm giác họ không tôn trọng những cây này bằng những cây ở ngoài, nhưng tôi lại thích một số cây ở trong. Tay rất nghệ thuật, tay lắc lượng rất nghệ thuật. Đường tay lắm, bệ phân lên thì không đáng nói lắm, nhưng cái tay này rất nghệ thuật. Mai chư thủy lá lớn, phong cách miền Nam, cây Bắc nhưng mà chắc là Nhật, cây là cây miền Nam rồi nhưng mà chắc vào tay người Bắc. Làm mai chiếu thủy này rất khó, rất là giòn, cực kỳ giòn. Không hợp lý lắm. Lộc vừng rất hay.
cụm ruồi. Cụm ruồi đây, cụm ruồi. Nguyệt quế. Đây là đá. Đá xanh. Rải cho nó sạch mà. Còn sơ dừa chứ. Đấy. Lần này. Rất nhiều người chú ý cái cặp này. Bởi thế, thấy bác nhìn người chỉ bằng cái nhức chân nó thôi. Bác quay để cho bác xem thôi chứ tôi không thích mấy cái kiểu này cho lắm. Nó không hợp với anh em mình cho lắm. Này. Sao vui. Đôi công này đang rất là nhiều hoa. Đôi công này các bạn. Quá rực rỡ luôn. Mấy cái bàn đá đẹp quá. Đôi công này các bạn nhé. Rực rỡ. Chân dưới này, cánh này, đầu, đuôi, hòa rất là kinh khủng. Nói chung là con này kỳ công hơn của con lân nữa. Câu hỏi ạ? Đi đây đây, đây đây. Cái kia hỏi đi. Các em còn phỏng vấn chứ? Vâng, phỏng vấn. Hỏi kia đi bao tiền? Tôi đôi này 250, 250 triệu một đôi. Đôi này 300,
Rồi chó cái 250. Rồi. Đang chủ được. Đúng là kiểu miền Nam này.